Có đi chết rồi đó. Thật à? Thiệt. Hai biết không, nhưng mà trước khi em đi tự tử, em quyết định em lên bàn thờ của ba má, em thắp một nén nhang để ba má dẫn đường em đi tới cõi vĩnh hằng cho lẽ, cho thuận lợi đó. Em thắp nén nhang xong em lững thững em đi ra ngoài đường, thì khi không trên đường em đi, em gặp bà Hai Lan. Ai chị, đây? Chị Hai ơi, em nè, có một phòng không dạ? Em vô nha. Vào đi. Ủa? Chuyện gì mà kêu em gấp quá vậy? Chuyện gì á? Làm gì á? Có phải cậu lấy hai tờ vé số của anh rể không? Hả? À, đúng không? Thấy chứ? Bây giờ tôi nhớ không được chứ? Trời ơi, tại sao thế hả Xuân ơi? Là Xuân ơi Xuân! Sao mà đi ăn cắp ăn trộm của anh thế hả? Ai? Thương em đi. Thương cái gì? Em tới bước đường cùng rồi. Trời ơi, cùng đâu mà cùng. Thằng Quyết Thắng nó bảo lãnh cho cậu đâu. Tôi mới tức nè. Nó có bảo lãnh, nhưng cái tụi giang hồ mà cho mượn tiền nó không có uy tín. Nó cho em thời hạn có 5 ngày à. Mà thì nghĩ đi, 5 ngày cách nào em kiếm ra? Cậu đi chết luôn đi. Thật ra là em có đi chết rồi đó. Thật à? Thiệt. Hai biết không, nhưng mà trước khi em đi tự tử, em quyết định em lên bàn thờ của ba má, em thắp một nén nhang để ba má dẫn đường em đi tới cõi vĩnh hằng cho lẽ, cho thuận lợi đó. Em thắp nén nhang xong em lững thững em đi ra ngoài đường, thì khi không trên đường em đi, em gặp bà Hai Lan. Bà Hai Lan đó. Thì bà chữa lành vết thương cho mày à? Không chữa gì hết, nhưng bà kể cho em nghe là anh Hai trúng số đó. Hai biết em nghĩ tới cái gì không? Tới cái gì? Ba má. Ba má quá linh thiêng. Thì ra ba má phù hộ độ trì cho em gặp bà Hai Lan, để cho em biết thông tin anh trúng số, cho em lật được em quay về, em vô phòng đó. Lúc đó em gõ cửa, em đến vô hỏi mượn, nhưng mà không có ai hết. Em biết mượn ai, em có nói chuyện với cái quần của anh Hai, cái quần gật đầu là ba má phù hộ độ trì nữa, cho nên em mới mượn. Mà em mượn có 2 tờ. Em để lại 2 tờ. Dồi ôi, chứ mày cũng phải nói chị mày một tiếng chứ. Mày để chị mày bị oan đấy thấy chưa? Dồi ôi, khổ lắm cơ. Một cái vụ vàng giả đó, trời làm sao mà em dám kể? Không lẽ giờ em nói Hai là Hai em vô em ăn cắp 2 tờ giấy số, đúng không? Ừ, đúng rồi. Chứ đúng gì? Nè, trong khi á, bây giờ anh Hai là gì? Là con của ai? Con của bà Xuân Trúc, đúng chưa? Thì đúng rồi. Bà giữ như quỷ gì đó. Trời đất, em nói là chắc bà giết chết em à. Chứ còn gì nữa, ông mà biết ông mất 2 tờ vé số là ông để cho mày yên à. Ông xé xác mày ra đấy. Anh Hai biết rồi. Biết rồi nào? Trời ơi, hồi bữa nè, lúc đó ông chạy về ông ngân hàng hở. Cái em chạy ra em hỏi, ủa anh Hai chuyện gì vậy? Cái ông kêu ông trúng số. Trời ơi, em nghe vậy em bỏ chạy liền. Chết cuối cùng nữa thì thế nào? Bà kém thông minh dễ sợ rồi. Thiệt á, ta nói bỏ chạy liền rồi, khúc sao làm sao biết được. Nhưng mà vô lý á. Nếu như ông biết là ông mất 2 tờ vé số thì ít ra ông phải lồng lộn lên. Bản thân em á, em lộn trái cái nhà ra. Em tìm cho được cái bây giờ chị lộn trái để lại nhá. Chị lộn trái để lại nhá. Rồi 200 triệu không phải 200 nghìn đâu. Khổ quá cơ. Nhìn cái điều đây là vô lý. Đừng có la. Tại sao ông mất giấy số mà ông không la lên? Cho nên phải có một cái điều gì đó mờ ám khiến cho chị có một cái số tiền lớn, nhưng chị vẫn phải ém nhẹm, chị giấu toàn bộ gia đình, giấu vợ của mình. Đầu tư đi mua đất à? Có một điều rất hay, rất gần cái bên, tại sao chị không nghĩ ra? Thế là ông đi mua banh rồi ông đã. Ông mua cái gì hết trơn. Nè. Không, em chỉ nói vậy thôi, chị tự suy nghĩ đi, em chỉ nói. Đứng lại, thằng kia mày đứng lại rồi, mày đi xem đi, anh mày cái quen ai, con nào?